Thưa quý vị, vừa qua Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về du lịch năm 2023 với chủ đề đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển. Diễn ra trong bối cảnh ngành du lịch Việt Nam chưa thu hút khách quốc tế như kỳ vọng, dù nằm trong nhóm quốc gia mở cửa sớm nhất. Hội nghị đã ghi nhận nhiều ý kiến tâm huyết nhằm tháo gỡ rào cản để đưa ngành công nghiệp không khói tăng tốc. Đúng một năm trước, ngày 15 tháng 3 năm 2022, Việt Nam tuyên bố mở cửa du lịch. Việc mở cửa sớm nhất hậu dịch đã giúp Việt Nam gặt hái được thành công nhất định, nhất là bùng nổ du lịch nội địa. Năm 2022, tổng lượng khách du lịch nội địa đạt 101,3 triệu lượt, vượt xa con số 85 triệu lượt khách nội địa của năm 2019. Việt Nam cũng đón gần 3,7 triệu lượt khách quốc tế. Trong 2 tháng đầu năm 2023, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 1,8 triệu lượt, bằng 50% so với lượng khách cả năm 2022. Khách nội địa đạt 20 triệu lượt, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 85,6 ngàn tỷ đồng. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá, thị trường nội địa đã trở thành bệ đỡ vững chắc cho phục hồi và phát triển du lịch Việt Nam. Thế nhưng lượng khách quốc tế đến Việt Nam dù tiến triển theo hướng tăng dần nhưng vẫn chưa đạt được như kỳ vọng. Nguyên nhân khiến du lịch Việt Nam kém cạnh tranh thu hút khách quốc tế được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ ra là do phụ thuộc quá lớn vào thị trường truyền thống. Trong khi đó, các thị trường này chưa mở cửa do tác động của Covid-19. Chậm kết nối, khai thác các thị trường mới, các hoạt động xúc tiến, quảng bá, cung cấp thông tin về du lịch Việt Nam ra quốc tế chưa được thực hiện kịp thời, thường xuyên, liên tục. Chính sách visa đã có nhiều đổi mới, tiến bộ, song so với các quốc gia khác thì vẫn còn chưa thông thoáng. Năm 2023, ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 8 triệu lượt khách quốc tế, 102 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ khách du lịch khoảng 650.000 tỷ đồng. Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp lữ hành, hàng không, địa phương đều cho rằng để đạt được mục tiêu trên 8 triệu lượt khách quốc tế không quá khó. Tuy nhiên, cần phải có những chính sách hết sức cụ thể, khả thi, giao cho từng cơ quan làm ngay. Những việc rất là cụ thể thế này, đề nghị chính phủ chỉ đạo quyết liệt cái việc thực hiện nghị quyết 08 của Bộ Chính trị, trong đó có một số việc cần làm ngay, đó là chuyển cái giá điện của các cơ sở lưu trú du lịch từ giá điện dịch vụ sang giá điện sản xuất và các ưu đãi về thuế sử dụng đất của các cơ sở du lịch, khuyến khích tạo điều kiện cho các cái tập đoàn du lịch lớn ở trên thế giới được thành lập doanh nghiệp du lịch ở Việt Nam và được thực hiện tất cả các dịch vụ du lịch, bởi vì du lịch Việt Nam mà muốn đón những loại khách có chi trả cao để có thể biến chúng ta thành thị trường sang trọng của du lịch thế giới thì chắc chắn phải có những doanh nghiệp lớn trên thế giới tham gia vào đây để chuyển khách vào cho chúng ta. Cái quỹ hỗ trợ phát triển du lịch ấy, phải hỗ trợ tiếp tục cho các doanh nghiệp du lịch từ cái quỹ này để triển khai các hoạt động xúc tiến du lịch ở trong nước và nước ngoài, tạo điều kiện cho hiệp hội du lịch tổ chức cái văn phòng xúc tiến du lịch Việt Nam ở các thị trường trọng điểm và đặc biệt là hỗ trợ cho các hoạt động xúc tiến của văn phòng ở nước ngoài. Các doanh nghiệp du lịch Việt Nam sẽ quyết tâm rất cao để có thể triển khai cái chương trình mạnh mẽ, chương trình của chính phủ quyết tâm để đưa du lịch nhanh chóng phục hồi và tăng tốc phát triển, sớm trở thành ngành kinh tế mũi nhọn như là nghị quyết 8 của Bộ Chính trị đã đưa đề ra. Chúng tôi kính mong Quốc hội, Chính phủ nhanh chóng thay đổi, điều chỉnh luật như thế cần thiết để chúng ta mở cái chính sách chúng ta lên bằng các nước trong khu vực để chúng ta cạnh tranh hơn. Thứ hai là những chính sách về thuế, những chính sách về tiếp cận nguồn vốn, rồi quỹ xúc tiến du lịch, phát triển du lịch. Đặc biệt là cái chúng ta mở được văn phòng xúc tiến du lịch chúng ta ở nước ngoài. Đối với chính sách về tăng cường liên kết chuỗi sản phẩm du lịch, chúng tôi đề nghị là tăng cường liên kết chuỗi sản phẩm du lịch và cạnh tranh về giá. Chúng tôi đề nghị rằng là chúng ta tập trung shopping. Hiện nay các thị trường nước ngoài khi vào Việt Nam họ đều mở shopping hết. Shopping chính là cái mà hút khách và cái mà tiêu dùng nhanh nhất. Trên cơ sở những shopping chúng ta đang hiện có, chúng ta củng cố lại và những shopping mà chúng ta đang có thể mở thêm cho khách du lịch để chúng ta có thể là tạo lợi nhuận ở trên đó. Đề xuất giải pháp thúc đẩy khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong tình hình mới, Bà Rịa Vũng Tàu kiến nghị bãi bỏ quy định mua bảo hiểm COVID-19 đối với khách quốc tế. Vì hiện nay, việc điều trị COVID-19 không còn nhiều phức tạp và tốn kém. Do đó, yêu cầu khách du lịch quốc tế mua bảo hiểm có nội dung chi trả điều trị COVID-19 là không cần thiết, gây tâm lý e ngại với du khách. Ngoài ra, Bà Rịa Vũng Tàu cũng đề xuất nhiều giải pháp toàn diện phát triển du lịch, gồm miễn thị thực nhập cảnh đối với những thị trường trọng điểm có lượng khách lưu trú dài ngày.
tăng thêm thời gian miễn thị thực, cải thiện chính sách miễn thị thực cùng với thị thực điện tử, cấp thị thực tại cửa khẩu, thị thực quá cảnh và không thay thế chính sách miễn thị thực với các hình thức khác, tiếp tục thực hiện chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp du lịch, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch, xây dựng sản phẩm đặc thù, có chính sách khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi thu hút các thành phần kinh tế, người dân tham gia đầu tư phát triển các ngành nghề gắn với chương trình phát triển du lịch của địa phương, có cơ chế phân chia lợi ích hợp lý, hài hòa giữa các chủ thể, đối tác cùng tham gia làm du lịch và dân cư trên địa bàn. Bên cạnh đó, đại diện các bộ ngành địa phương và doanh nghiệp cũng kiến nghị nhiều vấn đề như thành lập quỹ phát triển du lịch, có cơ chế thu hút thương hiệu quốc tế lớn, đầu tư tổ hợp vui chơi, nghỉ dưỡng, casino và các công viên thương hiệu được nhận diện trên toàn thế giới, hình thành mô hình chuỗi giá trị du lịch, khai thác du lịch nông nghiệp, nông thôn, phát triển mô hình du lịch sức khỏe, khai thác thế mạnh du lịch golf, xây dựng bản đồ số quốc gia về du lịch. Diễn ra trong bối cảnh du lịch chưa thu hút khách quốc tế như kỳ vọng, dù năm nhóm quốc gia mở cửa sớm nhất. Các ý kiến tâm huyết tại hội nghị được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá là thiết thực nhằm tháo gỡ rào cản để ngành công nghiệp không khói tăng tốc phát triển. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sớm hoàn thiện trình ban hành nghị quyết của Chính phủ về đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả bền vững. Nhấn mạnh, phát triển du lịch phải đặt trong tổng thể với phát triển kinh tế xã hội, với vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, cơ quan, địa phương tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về du lịch, nhất là Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Và trong giai đoạn phát triển mới, thì cái chủ trương của Đảng rất rõ rồi. Tôi đẩy mạnh cơ cấu lại ngành du lịch, đảm bảo tính chuyên nghiệp, hiện đại và phát triển đồng bộ, bền vững và hội nhập quốc tế, xây dựng phát triển và định vị thương hiệu du lịch quốc gia gắn với hình ảnh chủ đạo, độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, rồi phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là động lực, rồi phát triển xanh, phát triển kinh tế số, phát triển kinh tế tuần hoàn, rồi chuyển đổi số, đó là những cái ngành mà chúng ta đang tập trung để phát triển, để góp phần để phát triển du lịch. Phát triển du lịch phải đặt trong tổng thể với phát triển kinh tế xã hội, với vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn. Rồi cần ưu tiên các cái nguồn lực, tạo cái động lực thúc đẩy phát triển các ngành và lĩnh vực khác, góp phần quan trọng hình thành cơ cấu kinh tế hiện đại với tư duy mới, cách làm sáng tạo, chuyển từ cung cấp cái mà mình có sang cung cấp cái dịch vụ và sản phẩm mà khách du lịch cần, xây dựng cái ngành du lịch phát triển nhanh nhưng mà bền vững, đấy, hấp dẫn khách du lịch, làm sao cho người ta quay trở lại nhiều lần và người ta thấy một cái điểm đến an toàn, thân thiện, không? Lành mạnh, ấm cúng, hạnh phúc, dứt khoát là không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, hy sinh cái môi trường để chạy theo cái tăng trưởng đơn thuần, trong đó có cái tăng trưởng du lịch. Muốn là chú trọng vừa phát triển các sản phẩm du lịch đa dạng, phong phú, vừa có tính đặc sắc riêng, có chất lượng cao và giá trị gia tăng lớn, vừa phát triển loại hình du lịch bình đẳng, bình dân, phổ biến, đại chúng, giá rẻ với lại cái loại hình cao cấp. Phát triển du lịch Việt Nam phải đặt trong tổng thể phát triển du lịch của thế giới, của khu vực, có tính liên kết cao, bổ trợ cho nhau, hỗ trợ cho nhau, đồng thời là chủ động trước những tình huống đột xuất bất ngờ, chú trọng cái tính chuyên nghiệp hiện đại theo chuẩn mực quốc tế nhưng cũng đa dạng độc đáo riêng có của đất nước chúng ta, kiên định mục tiêu nhưng lại phải hết sức linh hoạt, thích ứng đổi mới sáng tạo, gắn kết chặt chẽ với quá trình chuyển đổi số, rồi các cái chuyển đổi về năng lượng, chuyển đổi xanh, rồi kinh tế tuần hoàn. Về phương châm hành động và những cái nhiệm vụ trọng tâm, tức là chúng ta đẩy nhanh cái phục hồi, tăng tốc phát triển một cách hiệu quả và bền vững. Đẩy nhanh, tăng tốc nhưng mà hiệu quả và bền vững. Như tôi nói là không cầu toàn nhưng không nóng vội. Như chủ đề hôm nay thì chúng ta đã nêu cái này. Kỳ vọng dưới sự quan tâm, chỉ đạo và định hướng sát sao của chính phủ cùng những nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, thời gian tới, những mục tiêu của chính phủ và ngành du lịch trong điều kiện bình thường mới sẽ sớm gặt hái được quả ngọt, góp phần đưa du lịch Việt Nam phát triển lên một tầm cao mới, trở thành điểm đến hấp dẫn, đẳng cấp trên thế giới. Thưa quý vị, chương trình du lịch 24/7 kỳ này cũng xin được khép lại tại đây.
Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.